Và hello xin chào các bạn. Và hôm nay chính là ngày ngày mấy ta? Ngày mấy đâu? 13 hay 12 gì đó ha. À, ok, ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1 2022 và bây giờ là mấy giờ sáng rồi? 6 giờ 55 phút sáng. Và bây giờ hiện tại Đạt sẽ có một cái bài kiểm tra thi học kỳ, đó chính là môn nghề Mod Bao Boy. Và bây giờ Đạt đang lên phòng tin để chuẩn bị kiểm tra nha. Ok. Và đó chính là cô Nguyệt. Ok, chào các bạn, và Đạt đang đứng kế bên phòng tin đây. Đấy, phòng tin đấy. Chúng tôi sẽ kiểm tra cho nên. Hello anh Nghĩa. À, hello, xin chào các bạn, và Đạt vừa mới kiểm tra xong môn nghề Mod Power Boy. Và đây. Chứ là ok. Ok, mời. Ok. Và chút nữa Đạt sẽ có một cái bài kiểm tra cuối học kỳ 1 môn sử. Và chưa biết trách nhiệm hay là tự luận, nhưng mà cảm thấy rất là panic. Trong mấy xuống mổ rồi. Không ổn lắm. Ok. Ok, bây giờ Đạt sẽ đi về lớp để chuẩn bị kiểm tra môn sử. Và đây đó chính là chị Hà và chị Giang, chị Thư. Đó. Đây. Thấy bất ngờ bỡ ngỡ. Ổn không? Kiểm tra ổn không? Hả hả? Chị Thư ổn không chị Thư? 98 mà không ổn hả ba? Chị Giang ổn không? Ổn nó. Ổn nó hả? Ổn dần. Và ok. Bây giờ Đạt sẽ về lớp để ôn bài. Và đây chính là anh Đông. Anh Đông kiểm tra ổn anh Đông? Ổn. Rất là ổn. Ổn ra. Wow. Cứ cây, cứ cây. Cũng cho cây. Đây, có mấy cây phượng rất là bự luôn. Wow. Rất là ok. Hello, xin chào các bạn. Và Đạt vừa mới kiểm tra xong môn sử. Và cảm thấy cái đề rất là ok, rất là ok. Sao chị Hà ổn không? Rất là ổn không? Chị Hà giơ cái tay này là ổn rồi. Anh Đông ổn không Đông? Tạm tạm. Rất là tạm tạm mà để ngang vậy nè, để ngang vậy nè đó. Còn chị Giang sao? Đây. Ok. Và bây giờ Đạt sẽ đi vào tiếng Anh. Tiếng Anh chẳng làm gì đâu, tiếng Anh chẳng có gì hết. Con ghi mã đề trước. Và ok, Đạt mới vừa học tiếng Anh xong và cảm thấy rất là ổn luôn. Và hello bạn Đông. Hello, đây là chị Hà nè. Chị Hà đang bấm vậy, chị nhắn tin với chơi. Ok, rất là ok luôn. Và ở trên đó rất là nhiều bài mới sửa xong, rất là nhiều luôn. Đây là chị Giang. Chị Giang chào cái coi. Hello, ok, rất là ok luôn. Và bây giờ là Đạt sẽ ngồi chờ để đến lượt ra về. Và hôm nay Đạt sẽ ra về lúc 16:39. Rất là ồn. Và hello, xin chào các bạn. Và bây giờ đã đến giờ ra về. Và đây, anh Nghĩa. Trời. Ôi, anh Nghĩa. Chào. Anh Nghĩa. Hello. À, anh Nghĩa. Hello. À, anh An nè, anh An. Hello, bye bye. Và bây giờ Đạt sẽ ra về. Và xin cảm ơn các bạn đã xem video. Cảm ơn các bạn. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh Hành Tinh Sàm. Ok, bye bye, xin chào các bạn. Bye bye.